Hello, xin chào anh em nha. Chúc em có buổi chiều vui vẻ nha anh em. Sáng nay mình không có clip, buổi chiều nay được còn vài con máy cũng lác đác giới thiệu cho anh em. Anh em ưng máy nào thì alo cho mình nha. Chiều nay thì nói chung là ít máy anh em, tầm 7-8 con thôi, không có nhiều. Thì quy định mua máy với mình anh em cũng biết rồi nha. Cặp trước cho mình cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Và những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cặp 100k Viettel nha anh em. Đó, thì mình sẽ ship hàng cho anh em. Những cái máy mà full box thì đa số mình bao ship. Còn những cái máy mà không có máy trần á thì ship anh em tự chịu nha. Và những cái máy có thì có nào có ship mình báo, không thì thôi nha anh em. Nên tự chịu với ship tầm 3-40 ngàn nữa nha. Nói chung là tầm 35 ngàn đổ lại. Rồi, con máy đầu tiên nói chung mình cũng có còn nhiều máy nữa. Nhưng mà mấy cái dòng này thì đang chờ thanh lý nha. Thanh lý rồi thì mình sẽ hú anh em. Tại vì cầm đồ cũng rất là nhiều anh em. Đây. Cái dòng cầm đồ rất là nhiều, để coi có thanh lý dòng rẻ thì mình sẽ post clip cho anh em. Còn bây giờ là đa số mấy cái máy mình thu lại mua trên cộng đồng này nọ, thì những cái máy rẻ thì báo rẻ mà nó hơi cao tí là anh em thông cảm nha. Thì cứ có lúc này lúc nọ ở dưới nước anh em, lúc lên lúc xuống ha. Con máy đầu tiên trong clip này là con Tab Mattel, màn hình 7 inch anh em. Con này màn hình 7 inch, cái miếng dán nó còn nha anh em, nên lột ra nó như mới nha. Đó, kính này keng luôn anh em thấy không, nó quá là đẹp luôn, màn hình này quá nét luôn. Giờ xem YouTube là thoải mái luôn nha anh em. Tắm áp teo bị ok luôn, wifi cực mạnh. Nói chung là máy ok anh em, mọi chức năng là xài ok hết nha. Giờ xem YouTube thoải mái luôn. Tắm bát teo bay yên, để anh em giá 630 ngàn thôi, 630k kèm sạc cho anh em nha. Ok, con máy đầu tiên 630 ngàn. Giờ xem phim YouTube thoải mái. Con thứ hai là con Oppo F7 anh em. Oppo F7 vỏ thì nó bị tróc cái viền bên dưới, tháo ra cho em xem. Đó, vỏ nó như này nha anh em, không có được đẹp mặt sau, nhưng mà được cái riêng nguyên kính đẹp keng, kính không hề có xước sát, máy riêng nguyên. Có bộ F7, RAM 4, bộ nhớ 64, màn hình 6.23. Và pin con này 3.400 nha anh em. F7. Mọi chức năng hoàn hảo anh em, không có lo lắng gì con này hết, xài rất là chuẩn nha. Đó, anh em thấy máy rất là đẹp, kính gần như khóc bao anh em không vết xước luôn nha. Lưng thì nó như thế này, nói chung là chắp cái vỏ thôi chứ không có vấn đề hết, xài riêng nguyên. F7 xả cho anh em giá 2.290.000 kèm sạc cho anh em nha. Tiếp theo clip là con Realme 5 Pro, màn hình 6.3, RAM 8, bộ nhớ 128, cấu hình cực mạnh nha. Pin 4.035 anh em. Realme 5 Pro máy riêng nguyên. RAM 8 này anh em thấy ghê không? Bộ nhớ 128, chip Qualcomm loại 8. SDM72. Đó, con máy cấu hình nó là khủng hoảng tài chính luôn. Quá là ghê luôn. Mọi chức năng hoàn hảo anh em, máy riêng nguyên. Nên là yên tâm ha. Wi-Fi với phước là xài rất là chuẩn. Máy đẹp tầm 98 anh nha, 97-98, thoải mái luôn. Vỏ riêng, màng riêng, các kiểu đều riêng hết. Máy bán ra giá cực lực cho anh em. Realme 5 Pro để anh em giá 3650 nha anh em. RAM 8GB nha, bộ nhớ 128, kèm sạc cho anh em đầy đủ. Đó, máy rất là ok. Tiếp theo là mình có một con A6 full box này anh em. A6 full box máy riêng nguyên. Hàng này là hàng tồn kho chứ không phải là hàng chưa ai xài nha anh em. Bao anh em luôn là chưa có người xài, chưa có người sử dụng cái máy này. A6 lút. Đó, cấp cáp sạc tai nghe, chọc sim các kiểu là đều đủ hết. Không thiếu một cái món gì ngoài hết nha. Máy này là hàng tồn kho. Bên siêu thị thanh lý mình lấy được vài con. Đây, anh em thấy nó rõ không? Kính keng như máy mới nha. Máy mới sao thì con này vậy anh em, nó thực sự vậy. Đó, anh em dễ hình dung máy. Ha. Máy hoạt động rất là hoàn hảo.
đỉnh được của đỉnh là lúc mới ra anh em rất là mắc nha. À, 6 cộng 2 Việt Nam, máy 2 sim chuẩn chỉnh luôn, khỏi bên lan tan, hàng VN, màn hình 6 inch, RAM 4GB, ổ nhớ 32, pin ngày 3.500 nha anh em. Xài phải nói là đỉnh luôn, chất lượng không vấn đề, phải lan tan hết. Đó, camera cực nét, cực nét, được cái là riêng nguyên luôn, nên là anh em yên tâm về chất lượng sử dụng. Đó, camera trước này anh em thấy không, rất nét nha. Ý, quá ok luôn. Absolute, con này để anh em giá 3250, 3250 như một máy mới nha anh em, chưa xài nha, máy mới luôn, 3250. Tiếp theo clip là con U10 anh em, Vivo U10, cũng là máy mới luôn, hàng thanh lý, còn ống lưng đầy đủ nha. U10 thì cấp cấp anh em, riêng nguyên, hàng thanh lý luôn. Máy này có 1-2 cọng lông mèo sau lưng rồi, chắc do trưng bày. Còn như mới luôn anh em, nói chung mới sao nói vậy luôn á. Anh em mua máy này thì y như máy mới. Vivo U10, RAM 4 của 64, màn hình 6.35, pin 5000, trâu bò luôn. Máy dòng này thì nói chung nó hỗ trợ sạc nhanh cho anh em, sạc thoải mái. U10 chip loại 8, Snapdragon 665. RAM 464 anh em. Màn hình 6.35 nha anh em. Pin thì 5000. Mọi chức năng hoạt động là ok luôn, máy mới mà anh em. Mới thanh lý là anh em biết rồi đó. Cầm vân tay này dính dấu vân tay rồi nha, như mới nha. Còn này để anh em giá 2990. Máy mới nó đang 3.8 nha anh em. Các tiệm đang bán 3.8 nha, mình bán anh em 2990 thôi. Bao ship. Ừ, nó đạt kèm hộp hết rồi thì bao ship hết nó vào full box. Tiếp theo là em Huawei B30 Lite nha anh em. Huawei cũng full box luôn em. Con này thì đã sử dụng rồi, con này đã qua sử dụng, mình thu lại của khách. Con này RAM 6 của nhớ RAM 28. Huawei B30 Lite full box. Máy còn full box thì anh em lưu ý là mình bao ship nha, mấy cái máy cảm ứng này. Đó, máy đẹp như mới luôn em, ken sao ăn luôn. Đó, coi đi. Máy là phải nói là quá đẹp, màu tím xanh xanh, xanh tím này, quá đẹp nha anh em. Không thể chơi được cái chất lượng con này. Kính đã dán cực lực rồi. Máy hoàn hảo. Riêng nguyên hoàn hảo, chất lượng quá đẹp. B30 Lite. RAM 6 bộ nhớ 128GB. Em thấy rõ. Đó. Máy đẹp như mới. Cục sạc thì có cái ốp này hơi cũ cũ cho anh em. Ốp thì hơi cũ cũ rồi. Vì xịn màu tí rồi. Từ máy ốp này nó ra nắng nó hay xịn màu. Dây cáp sạc thì hơi dưa, nhưng mà đường cái là riêng nguyên, cáp sạc riêng hết. Có giá tay phone luôn anh em, còn giá tay phone luôn nha. 30 Lite, con này màn hình 6.15, 6.15 gần 6.2 thôi nha anh em. RAM 6 bộ nhớ 128, nhỏ gọn dễ thương, pin 3340. Con này full box, giá để anh em là 3250, bao ship cho anh em tận nhà. 3250. Cọc trước 100.000 Viettel nha anh em, mấy dòng mà trên 1 triệu là anh em cọc 100.000 Viettel. Nhắn mã số 15 chữ số cho mình, xong họ tên địa chỉ. Tiền cọc anh em cứ trừ vào tiền máy lúc nhận được hàng nha. Và mình có được vài con máy có này, anh em thích mua cho người già sử dụng này. Formi D10. Dòng Formi D10. Cái dòng này là dòng máy có nha anh em, máy mới máy có. Máy này vẫn bảo hành anh em 1 năm hết, tại dòng máy mới này. Máy có này kệ cho mà vẫn bảo hành đàng hoàng. Mới có con này có đèn pin này, rung có này, pin 2007 này, chữ lớn này. Mình tháo ra một con mình sẽ review cho anh em xem. Nó cũng dán siêu rồi làm ghê quá. Đó. Máy chuyên dùng cho người lớn tuổi, người già. Pin trâu bò. Đấy, phím anh em thấy phím đã không? To. Có bảo hành đàng hoàng nha. Trong hộp thì chỉ đúng có một cái sách hướng dẫn sử dụng và một cục sạc hết. Pin ở đây, mình sẽ thử coi cái máy này nó xài như thế nào nha. Xài hai sim, có hỗ trợ thì nhớ. Một sim nano Our Miro, một sim bình thường nha anh em. Có thì nhớ, loa cũng xài cũng to đây. Thử ra anh em. For me.
Mấy dòng này thì mấy Trung Quốc thôi, không có gì hết, nhưng mà xài được. 2, 3, số to 4, 5, 6. Xài rất ok nha anh em, tin nhắn rồi này. Đó, chữ rất là to, dành cho bố mẹ mình anh em lớn tuổi. Người già xài thì người ta rõ ràng hơn về cái chữ số ha. Đó, rất là ok. Còn có camera nữa nha anh em. Camera chút xíu xíu rồi, chụp cho có. Con Fomi này mình để anh em giá là 380k, chưa bao gồm phí ship nha anh em, 380k thôi. Mình bán online thì giá nó cực rẻ, anh em yên tâm về cái giá nha. Con này 380, mình bảo hành 1 năm cái dòng máy này cho anh em xài. Và ship thì anh em tự chịu, 20-30 rồi nha, mình không bao ship được nha. Giá 380 là quá sắc, bán cho vui thôi, chứ dòng này cũng không có lấy lời nhiều nha anh em. Và mình có tiếp một cái dòng nữa này anh em, dòng máy co nha. Đây, tiếp một cái dòng nữa, dòng M06 này, Starlight. Starlight là cái ngôi sao sáng, tiếng Anh nữa mới giữ. Con này thì mẫu mã em khui cho anh em xem. Dòng này mình bán cũng rất là chạy nha, tại cửa hàng thì khách hàng người ta mua rất là nhiều dòng này. Đây, cái này thì có cục sạc tai nghe với lại pin đầy đủ. Con này thì pin màn hình nó nhỏ thôi, không có lớn bao nhiêu con này nha. Đấy, mấy cỏ vẫn bảo hành 1 năm nha anh em, giá 195.000, chưa bao gồm phí ship, 195k nha anh em. Anh em nào cần thì kết nối nha, alo cho mình nha. Số điện thoại đặt máy thì vẫn 0355 356 356. Rồi, clip tới đây xin tạm dừng. Thân ái chào cả nhà, chúc anh em có buổi tối vui vẻ nha. Nhớ đăng ký kênh nha anh em, để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha.